lặng lẽ trong tiếng kinh cầu, đôi mi tuôn rơi lệ sầu. Đường đời ngày sau con bước không còn có cha, khi trời nắng mưa còn nhớ năm tháng em bên con, cha thương vô về dịu dàng dạy con vui sống mến Chúa yêu người, con nhớ đừng quên. Cha ơi cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở từng ngày. Cha ơi cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi cha thêm hào ngày, ngày dài vùi thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời, đường chân giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Thank you.
trong kiếp cho bụi, rồi trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phụ vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên ngài, con nguyện Chúa thương con. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi, cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thơm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Khi sinh ra bao kẻ vui mừng, ngày lìa trần kẻ khóc nhớ thương. Xin cho con đặt chốn trần gian, luôn hướng nhìn về sự chết đau thương. Để hằng ngày con làm việc đạo đức, biết trông chờ ngày con về với. Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Vào buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta quây quần nơi thi thể của ông Giuse Lê Vãnh để chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ông. Xin Chúa đoái thương nhìn đến ông và đưa ông về hưởng nước thiên đàng. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào nghi thức làm phép khăn tang. Lạy Chúa nhân từ hay thương xót, xưa có một Chúa đã xuống thế cứu chuộc loài người. Ngài đã cảm thông với kiếp loài người yếu đuối sầu buồn khi mất đi những người thân yêu. Như xưa Ngài đã khóc thương Lazaro yên giấc trong mộ. Hôm nay gia đình chúng con đang trải qua những tình cảm vô cùng thương tiếc vì sự mất đi của người thân yêu của chúng con. Xin Chúa đến an ủi mọi người trong gia đình chúng con. Chúng con cũng nguyện xin Chúa thương làm phép và thánh hóa tất cả những tấm khăn tang tượng trưng cho những sự thương tiếc đó. Ước gì khi mang những vòng khăn tang trên mình, chúng con luôn ghi khắc những giây phút kỷ niệm đẹp nhất mà người thân yêu trong gia đình của chúng con để lại, và luôn tỏ lòng biết ơn qua những kinh nguyện sốt sắng với lòng thông hối, cùng với những hy sinh và các việc lành để hiệp với cuộc khổ nạn của con một Chúa. Người thân yêu của chúng con là ông Giuse Lê Vãnh, được mau hưởng thánh nhan Chúa đời đời. Chúng con cầu xin nhờ danh Giêsu Kitô Chúa chúng con. Và bây giờ mời đại diện gia đình lên để nhận khăn tang và phát ra cho những người chúng ta ngày hôm nay. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời. Nếu Chúa chấp tội, Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thơi.
như cha quan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con, vững thêm lời đoan nguyện. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời. Nếu Chúa chấp tội, Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thơi. Như cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyện. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời. Bây giờ chúng ta bước qua nghi thức kế tiếp, nghi thức làm phép xác. Lạy Chúa, xin đừng xét xử tôi tới Chúa, vì nếu Chúa không tha thứ mọi tội lỗi cho tôi tới Chúa là ông Giuse, thì không ai là công chính trước mặt Chúa. Vì chúng con này, xin Chúa đừng lên án kẻ thành tâm tin tưởng và cầu nguyện với Chúa, nhưng nhờ ơn Chúa phù giúp tôi tới Chúa thoát khỏi án công thẳng, vì khi còn sống đã mang dấu ấn Chúa Ba Ngôi. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa, xin cứu thoát linh hồn Giuse khỏi cửa hỏa ngục. Xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu nguyện. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng hay thương xót và tha thứ, chúng con này xin Chúa cho linh hồn tôi tới Chúa là ông Giuse Lê Vãnh, mà Chúa đã cất khỏi đời này. Xin đừng trao tôi tới Chúa vào tay thù địch, và xin đừng khi nào bỏ quên tôi tới Chúa, nhưng xin truyền cho các thánh thiên thần đón tiếp và dẫn đưa vào nước thiên đàng. Hầu sau khi đã trông cậy và tin tưởng Chúa,
Tôi tới Chúa khỏi phải cực hình, nhưng được hưởng sự vui mừng đời đời. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúng ta ngồi xuống để nghe lời Chúa. Thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta cứ ngự ở trần gian là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một đền cụ trên trời do Thiên Chúa thiết lập, chứ không phải do tay người phàm làm ra. Bởi đó, chúng ta hẳn bảo rằng vì biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là chúng ta lưu lạc xa Chúa. Vì chứng nhờ được tin, chứ không phải vì đã thấy mà chúng ta tiến bước. Chúng ta cũng bảo rằng và ao ước lìa xa thân xác để ở cùng Chúa. Vì thế, dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả mọi người chúng ta đều phải tới bày trước tòa án của Đức Kitô để mọi người lặng lẽ thành quá đời sống mình, vì mình đã làm hay đã làm dữ. Đó là lời Chúa. Chúa là Đấng. Mời đại diện gia đình lên để đọc lời nguyện giáo dân. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ sống. Bất cứ ai sống mà tin ta sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta xin cầu cho linh hồn người thân yêu của chúng ta được hưởng lời Đức Kitô đã hứa. Lạy Thiên Chúa phục sinh, Ngài là khuôn mẫu cho cuộc sống chúng con muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Ngài là niềm hy vọng và hình ảnh của đời sống chúng con sau này. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Ngài là con Thiên Chúa đã đến để hủy diệt tội lỗi và sự chết. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Ngài là ngôi lời Thiên Chúa đã giải thoát chúng con khỏi nỗi sợ hãi của sự chết. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Ngài là Thiên Chúa chịu đóng đinh, bị bỏ rơi trong khi chết, được sống lại trong vinh quang. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Đấng chiên chăn nhân hậu, ban sự an nghỉ cho các linh hồn, xin ban bình an muôn đời cho linh hồn Giuse. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Ngài chúc phúc cho những ai than khóc và đau buồn, xin ban phúc lành cho gia đình và bạn hữu chúng con đang quy tụ nơi đây. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Tin tưởng vào nước trời, giờ đây chúng ta dâng lên Chúa lời kinh mà chính Đức Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse được nghi yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse. Chúng ta an toàn. Và vừa rồi chúng ta đã kết thúc nghi thức làm phép khăn tang và nghi thức làm phép xác. Trong những giây phút kế tiếp thì chúng ta tiếp tục ca hát, cầu nguyện và chia sẻ, nâng đỡ nhau cũng như là lên thăm viếng. Để rồi trước 12 giờ thì nhân viên của nhà quan sẽ giúp cho chúng ta sắp xếp và chuẩn bị để chúng ta bước vào cái nghi thức cao điểm của nghi thức an táng là thanh lễ. Người
Em cái tường thành giả, em lấy thành giả lại không? Em lấy thành giả lại không? Em lấy thành giả lại không? Để em về không? Để ra luôn nữa. Nguồn sinh ơn sống Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Nhờ nước thánh tẩy, ông Giuse Lê Vãnh đã cùng chết với Đức Kitô và sống lại với người trong đời sống mới. Giờ đây xin cho ông được phong phần vinh quang vĩnh cửu với người. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp nơi nay không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn muôn kiếp này. Sự sống hay chết tin vào ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới có thể làm cho chúng con được sống sau khi đã nhắm mắt lìa đời. Xin ban cho người con của Chúa đây là ông Giuse Lê Vãnh khi còn sống ở đời này đã tin vào Đức Kitô phục sinh, giờ đây được thông phần vinh hiển với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chúng ta ngồi xuống để nghe lời Chúa. Bài trích sách khôn ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và sự đau khổ, sự chết không làm gì được các ngài.
đối với con mắt những người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an, và trước mắt người đời, dù các ngài đã chịu khổ hình, lòng trong cây của các ngài vẫn không chết. Sau một giây lạc chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như cụ lệ toàn thiếu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng soi và chịu tội như anh lược chịu qua buổi lâu. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người được chữa chọn. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chân nuôi con mà thiếu tôi còn gì? Thiếu gì thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi? Còn sợ ai? Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh rì, người đã dẫn tôi về về bên dòng suối máu. Thỏa thuê thêm sức cho hồn tôi. Chúa chân nuôi tôi còn mà thiếu tôi còn thiếu gì thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn tôi sợ chi? Còn sợ ai? Nếu đường chính tôi theo cây gậy Chúa dẫn đường, dù vượt suối qua đồi hoặc qua ngàn tăm tối, tôi đâu có sợ chi vì Chúa ở cùng tôi. Chúa chân nuôi tôi, Chúa chân nuôi tôi còn mà thiếu gì? Tôi còn thiếu gì thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi? Còn sợ ai? Người dọn cỗ cho tôi ngay ở trước quân thù, người đã dựng trên đầu dầu thơm người lại lắm. Tôi vui sướng thảnh thơi vì Chúa thương hồn tôi. Chúa chân nuôi tôi còn mà thiếu còn gì? Thiếu gì, thiếu gì? Chúa bảo vệ Chúa tôi, lẽ nào tôi còn tôi sợ chi? Còn sợ ai? Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ giá để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa. Vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống lại với Người. Vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Đó là lời Chúa.
Chúa phán, ta là sự sống lại và là sự hư sống, ai tin ta sẽ không chết đời đời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Các con hãy thắt lưng, hãy giữ cho đèn của các con cháy sáng, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ khi chủ về còn tỉnh thức. Quả thật, thầy nói với các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt họ vào bàn ăn và đi lại phục vụ họ. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, chắc hẳn ông sẽ không để nó đào gạch nhà mình. Cũng vậy, các con hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ các con không ngờ, thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Kỳ thứ 13 thì Thánh Thomas Aquinas, Ngài đã đề cập đến và Ngài đó nói đến là mỗi người chúng ta đều có hai cuộc hành trình lớn, hai cuộc hành trình chính trong cuộc đời của chúng ta. Hành trình ra đi và hành trình trở về. Chúng ta ra đi là exitus, exit là đi ra ngoài. Chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa. Chúng ta phát xuất từ tình yêu. Và người thân yêu này đã bắt đầu cuộc hành trình ra đi 97 năm trước. Một quãng thời gian khá dài, một hành trình khá dài. Và đầu tháng ngày 4 tháng 2 vừa rồi thì ông đã được Chúa mời gọi bước vào cuộc hành trình trở về với Chúa, exitus và reditus. Khi mà chúng ta đi hết hai cuộc hành trình là chúng ta đi hết một cái vòng tròn. Mà đối với tư tưởng của các nhà thần học và các nhà triết gia Tây Phương thì cái vòng tròn nó nói lên cái sự hoàn hảo, không cạnh, không góc. Và cái sự hoàn hảo đó, nó nói lên, nó tượng trưng cho chính Thiên Chúa. Phát xuất từ tình yêu, ra đi từ Thiên Chúa, trở về với tình yêu, trở về với Đấng đã tạo dựng chúng ta. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ông, cầu nguyện cho người thân yêu này, để rồi trên cuộc hành trình này thì ông sẽ được lời cầu nguyện của chúng ta cũng như là các thánh và các thiên thần hướng dẫn và đưa ông vào nơi mà Đức Giêsu Kitô đã dọn sẵn, nơi đó chúng ta là gọi là thiên đàng. Dĩ nhiên sự ra đi của người thân yêu của chúng ta làm cho chúng ta bối rối, buồn sầu, cảm thấy mất mát lớn lao. Nhưng mà có lẽ là nhìn lại cuộc sống của người thân yêu này, chúng ta phải là cảm tạ Chúa, phải không ạ? Cảm thua tạ Chúa bởi vì 90 mấy năm trời ông đã sống trên dương thế này, và trong một khoảng thời gian rất là dài từ khi lập gia đình, ông đã trở thành con cái của Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa cho người thân yêu này, người bố, người ông, vì một người rất là gọi là nghiêm khắc. Không những một chữ sự nghiêm khắc ở đây nó nói lên là ông muốn con cái của ông đi vào con đường ngay thẳng, trở thành những con người tốt lành, con người tử tế và đạo đức. Để rồi những cái lời dạy bảo của ông là những cái lời uốn nắn để giúp cho con, cho cháu trở thành một người đạo đức, một người hữu dụng trong xã hội. Chúng ta cảm tạ Chúa vì ông đã làm điều đó. Sanh ra bao nhiêu người con? 9 người con à? Sanh ra 9 người con
và dạy dỗ những con, những người cháu trở thành những con người tốt lành, yêu thương đó. Và chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì người thân yêu này đã hy sinh cho gia đình, hy sinh cho con cái. Với cái tuổi gần 70, ông sẽ sẵn sàng bỏ lại Việt Nam, bỏ lại quê hương, bỏ lại bạn bè, bỏ lại tất cả để qua bên Mỹ này tạo cơ hội bảo lãnh từng người con một. Và trong một thời gian thì 6 gia đình ông bà đã bảo lãnh qua. Ông bà đã bảo lãnh qua để rồi con cái có một cái cơ hội, một cái điều kiện sống ở trên đất Mỹ và có một điều kiện để mà tiến thân trở thành một con người hữu dụng trong xã hội. Sự ra đi của người thân là một sự mất mát, nhưng mà đối với đức tin của chúng ta và đối với con mắt Công giáo thì ra đi là trở về. Cho nên chúng ta tụ họp nơi đây không phải là khóc thương bởi vì chúng ta mất người thân, nhưng mà chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì Chúa đã cho người thân yêu này đã sống trên dương gian, đã sinh ra những người con và đã có những người cháu và hướng dẫn con cháu, yêu thương con cháu, cũng như là đã dạy dỗ con cái của ông trở thành những người trưởng thành đạo đức, hoàn đạo và hữu dụng trong xã hội, trong cộng đoàn của chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa vì cuộc sống của ông và những cái công việc ông đã làm và tình yêu mà ông đã thể hiện trong gia đình. Cái chết của người thân yêu của chúng ta nhắc nhở cho chúng ta thân phận mỏng giòn của con người, nhắc nhở cho chúng ta là chúng ta sẽ không có sống mãi ở trên thế gian này, và chúng ta không có đi mãi với cuộc hành trình thứ nhất. Nhưng mà cuộc hành trình thứ nhất nó sẽ có ngày, có giờ kết thúc. Cho nên sự qua đời của người thân nhắc nhở cho chúng ta sống tỉnh thức, sống sẵn sàng, sống theo lời nhắc nhở của Chúa trong bài phúc âm theo Thánh Luca. Chúa mời gọi chúng ta hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, hãy sống với cái tư thế chuẩn bị ông chủ điền đám cưới về. Bởi vì ai trong chúng ta có thể nói rằng tôi sẽ sống tới 97 tuổi? Ai có thể khẳng định rằng tôi có thể sống 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, hoặc là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm nữa? Chúng ta không biết được. Cho nên là cái sự mà trở về của ông chủ, hoặc là khi nào mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước vào hành trình trở về với Chúa, thì chúng ta không có thể mừng trước. Cho nên chúng ta luôn luôn sống đời sống đức tin, sống đời sống của người công chính, sống đời sống bí tích, sống đời sống cầu nguyện. Để chúng ta sống đời sống của người công chính đó, rồi khi chúng ta chết, chúng ta sẽ được ở trong tay Chúa. Trở lại bài đọc 1, linh hồn người công chính ở trong tay Chúa. Qua sự chết này, qua sự qua đời của người thân, cũng như là tâm tình của mồi chay, mời gọi chúng ta luôn luôn biết hướng về nội tâm, nhìn vào con người và ý thức được cái cuộc sống mỏng giòn của chúng ta và chuẩn bị cho cuộc hành trình thứ hai. Cầu chúc cho mỗi người chúng ta luôn luôn trở thành một người công chính, đi vào con đường công chính, để rồi con đường đó nó sẵn sẽ dẫn chúng ta về nơi Đức Giêsu Kitô đã dọn sẵn, nơi đó chúng ta gọi là nước trời. Và chính nơi đó chúng ta sẽ được tụ họp và đoàn tụ với các thánh, với những người thân yêu của chúng ta đã ra đi trước chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện cho người thân yêu này được đoàn tụ với các thánh trên trời và được hưởng lời Đức Giêsu Kitô đã hứa là nếu mà ai mà chuẩn bị, ai sẵn sàng, thì khi ông chủ về, khi Chúa đến, thấy tỉnh thức và sẵn sàng, thì Ngài sẽ mời vào bàn tiệc thánh, đó là nước trời.
Và chúng ta cùng đứng để dâng lên Chúa những lời ý nguyện của chúng ta. Anh em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng đã cho Đức Kitô con của Ngài sống lại từ cõi chết. Với niềm tin vững vàng, chúng ta kêu xin Ngài cứu chữa dân Ngài, người sống cũng như kẻ đã chết. Xin cho linh hồn như xe qua bị tích rượu tội, đã được hứa ban sự sống đời đời, được hợp đoan với các thánh. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin cho linh hồn như xe đã được rước minh thành Chúa, là vẫn ban sự sống, được sống lại trong ngày sau hết. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa đã khóc thương người bạn Lazaro chết. Xin Ngài ủi an gia đình và bạn hữu của linh hồn Giuse đang đau buồn vì mất đi người thân yêu. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin cho những người thân yêu, bạn bè và ân nhân của chúng con đã qua đời được đón nhận phần thưởng do những việc lành họ đã thực hiện. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin cho tất cả nhà những ai đã nghỉ yên trong niềm hy vọng sống lại được nhìn xem tôn nhan Chúa. Xin chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin cho tất cả chúng ta đang quy tụ nơi đây thờ phượng trong đức tin, sau này được đoàn tụ trong nước Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, Ngài là chốn nương thân và là sức mạnh của chúng con. Trong yêu thương, Chúa lắng nghe tiếng than khóc của dân Ngài. Xin nghe lời khẩn nguyện chúng con cầu xin cho những anh chị em chúng con đã qua đời, tẩy sạch mọi tội lỗi của họ và ban cho họ ơn cứu chuộc viên mãn. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Linh hồn trong tay Cha, lạy Cha con xin phó thác. Linh hồn trong tay Ngài, vì Chúa đã cứu chuộc con. Lạy Chúa là đấng tin trung, lạy Cha con xin phó thác. Linh hồn trong tay Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong bí tích vượt qua này, Chúa đã cho chúng con được đến một với Đức Kitô, đấng toàn thăng tội lỗi và thần chết. Xin cho người con của Chúa là ông Giuse Lê Vãnh đã qua đời, được thoát khỏi vòng tội lỗi để cùng người hướng vinh quang phục sinh, người hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúng ta an toàn. Xin đại diện cho Cha Chánh Sứ Nguyễn Văn Tuyên cũng như quý cha, quý thầy, quý sơ và cộng đoàn giáo xứ xin được phân ưu cùng với mọi người trong gia đình. Và chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau, cầu nguyện cho nhau. Ở cuối tuần này, chúng giáo xứ có những thánh lễ khác nhau. Nếu mà gia đình có tụ họp lại mà đi tham dự một trong những thánh lễ của cuối tuần chúng ta, thì xin cho em biết để rồi chúng ta sẽ sắp xếp. Và trong thánh lễ đó, chúng ta cộng đoàn sẽ cầu nguyện cách riêng cho ông Giuse Lê Vãnh. Và bây giờ nếu mà gia đình có đã có sắp xếp thì chúng ta có thể lên để mà dùng 2-3 phút để có lời tri ân. Trong kính
Thưa cha, gia đình chúng con xin kính gửi đến cha lòng biết ơn sâu xa cùng với anh chị em cả đoàn để dành cho gia đình chúng con một buổi lễ tiễn đưa cha của chúng con lên đường theo tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa. Cùng thưa cha là quý vị, bà con thân hữu đã bỏ thì giờ quý báu đến đây để đưa linh cữu của cha chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự có mặt của quý vị trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt thế này làm cho chúng tôi hiểu rằng sự hy sinh của quý vị rất là cao cả. Chúng tôi hết lòng cảm ơn quý vị. Và chúng tôi xin gửi lời này đến bốn phương cho tất cả những đấng dù đang còn sống hay đã qua đời, mà trong buổi sinh thời cha của chúng tôi đã có điều gì mất lòng quý vị, thì cũng xin quý vị vì chuyện thế gian mà xóa bỏ cho cha tôi để người ra đi được thanh thản hơn. Và tôi tin chắc rằng kể từ hôm nay người sẽ không bao giờ phiền đến ai nữa, cũng như trong giờ phút này chúng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy. Một lần nữa, trước khi chia tay, chúng tôi cũng xin cảm ơn những người, những bà con thân thuộc, dù không đến, nhưng cũng đã có điện văn chia buồn với gia đình chúng tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn cả quý vị và chúc quý vị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Con xin cảm ơn cha, con xin cảm ơn mọi người, xin cảm ơn anh chị em. Dạ, con phúc cho cả nhà. Hai chị em cảm ơn cả nhà đã họp về đây hôm nay để cùng cầu nguyện cho ông của hai chị em. Khi hai chị em suy nghĩ để nói vài lời về ông, cái điều đó rất là khó cho hai chị em vì hai chị em còn chưa được chấp nhận được rằng ông đã ra đi rồi. Hai chị em chỉ muốn cảm ơn ông cho tất cả mọi cơ hội ông đã ban cho chúng con. Nếu không có ông để bảo lãnh con và em qua Mỹ, con và em sẽ không có được tương lai sáng sủa và tốt đẹp. Khi con về phúc con nhỏ, ông khi nào cũng đi bộ đón hai chị em đi học về nhà, và mỗi thứ bảy ông dẫn con đi xe buýt để đi học giáo lý. Khi đó ông con rất là khỏe. Và nhờ ông, con không bị mất tóc việc của con. Ông đã hy sinh và làm nhiều thứ cho hai chị em. Hai chị em hy vọng từ nay ông không còn đau đớn ở thể xác nữa và được yên lành với Chúa. Chúng con thương nhớ ông nhiều lắm. Dạ, con cảm ơn cha. Và chúng ta đứng để tiếp tục nghi thức với phần tiễn đưa và từ biệt. Anh chồng thân mến, trước lúc chia tay chúng ta hãy cùng chào người thân yêu của chúng ta. Chớ chi lời từ biệt mà chúng ta nói lên lần cuối nơi đây diễn tả được lòng yêu mến, xoa dịu được nỗi đau buồn và tăng thêm niềm cậy trông của chúng ta. Vì chừng có ngày chúng ta sẽ vui mừng gặp lại người thân yêu của chúng ta trong tình thân mật, nơi mà tình yêu của Đức Kitô, đấng chiến thắng mọi sự, sẽ vĩnh viễn vượt thắng chính sự chết. Mm-hmm.
Nguyện Chúa ban cho người muôn phúc lành trong phút giây giã tư thế trần. Nguyện hào quang thiên nhân chiếu sáng trên người, hào quang sự sống thiên thu. Nguyện Chúa ban ơn bình an cõi trời cho những người chờ mong đi tới nơi tái sinh, đến nơi sương vui hiền bình. Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người thân yêu của chúng con trong tay Cha, với niềm hy vọng chắc chắn rằng người thân yêu này sẽ sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin thương xót nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tới Chúa. Và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô. Và như vậy chúng con sẽ được cùng với người anh em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Và sau thánh lễ, thi thể người thân yêu của chúng ta là ông Giuse Lê Vãnh sẽ được hỏa táng, phải không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cử hành cái nghi thức hỏa táng ở đây. Xin Chúa thánh hóa ngọn lửa và sẽ dùng để hỏa táng người thân yêu của chúng ta. Để rồi cái sự hỏa táng này và ngọn lửa này nó cũng giống như là một ngọn lửa ấm áp và một ngọn lửa thanh tẩy, và chúng ta trở thành của lễ toàn thiêu. Anh chăm thân mến, Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi tôi tớ của Chúa là ông Giuse Lê Vãnh ra khỏi cuộc sống này mà trở về với Chúa. Vậy chúng ta tin tưởng phó thác tôi tới Chúa cho lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của người. Vì chúng ta xin trao gửi người anh em chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của người, và cho thân xác tôi tới Chúa được sống lại trong ngày sau hết. Thiên Chúa là Cha đã cho Đức Giêsu Kitô đến thanh tẩy chúng ta bằng lửa trong Thánh Thần, và đã ban Chúa Thánh Thần như lửa sưởi ấm linh hồn chúng ta. Người cũng mời gọi chúng ta dâng hiến đời sống cho người như lễ vật toàn thiêu. Với những xác tín ấy, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết. Con một Chúa là Đức Giêsu Kitô đã đem lửa xuống trần gian, và người không ước ao gì hơn là thấy lửa ấy bùng lên. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ánh sáng tin mừng được thắp lên trong toàn giáo hội và trên khắp toàn cầu. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Như ngọn lửa vật chất sẽ thiêu đốt thi hài của ông Giuse, chúng ta hãy cầu xin Chúa thánh hóa ngọn lửa mến yêu người. Mến Chúa yêu người cũng luôn thiêu đốt tâm hồn chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Như xưa Chúa đã cho thiên sứ, ngôn sứ Elia về trời trong một cỗ xe bằng lửa, nay qua ngọn lửa mà sẽ thiêu đốt ông Giuse, chúng ta hãy cầu xin Chúa thương đón nhận linh hồn Giuse vào nước Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cũng như thân xác của ông Giuse sẽ trở thành những hạt bụi đi vào lòng đời, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết quên mình trong cuộc sống phục vụ anh em. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho thân nhân của ông Giuse
nhận được mọi ân lành của Chúa và gặp được nơi mọi người lòng yêu mến thiết tha như ngọn lửa an ủi và sưởi ấm tâm hồn họ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Và chúng ta cùng dâng lên Chúa Cha lời kinh mà chính Đức Giêsu Kitô đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, giờ đây chúng con phó dâng linh hồn Giuse Lê Vãnh cho tình thương của Chúa. Và chúng con sẽ hỏa táng ông Giuse như của lễ toàn thiêu dâng lên Chúa. Xin cho lễ hiến dâng này cùng với tình yêu của gia đình và cộng đoàn chúng con được kết hiệp với Chúa Giêsu trên thập giá thành một của lễ đẹp lòng Chúa. Xin cho đời của chúng con và mọi lời chúng con cầu nguyện cũng như hương trầm tỏa bay trước nhan Chúa để cầu cho ông Giuse Lê Vãnh và mọi người đã chết trong ân tình của Chúa được vào hưởng vinh quang Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời, cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse. Bây giờ chúng ta tiễn đưa người thân yêu của chúng ta đến nơi trung tâm hỏa táng để rồi qua ngọn lửa thiêu sẽ dâng người thân yêu của chúng ta lên Chúa như của lễ toàn thiêu xưa. Tình Cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời Cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con trong kiếp cho bụi rồi trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phụ vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên Ngài, con nguyện Chúa thương con. Kiếp thân cho bụi cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng, như hoa kia khoe màu tươi sắc thơm,
bụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Khi sinh ra bao kẻ vui mừng, ngày lìa trần kẻ khóc nhớ thương. Xin cho con đặt chốn trần gian, luôn hướng nhìn về sự chết đau thương. Để hằng ngày con làm việc đạo đức, biết trông chờ ngày con về với cha thôi. Lạy Chúa, kiếp thân cho bụi cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng, như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Tôi tớ Chúa là ông Giuse lè vắng ra khỏi cuộc đời này mà về với Chúa. Chúng ta xin gửi cho cốt của tôi tới Chúa ở nơi đây, để tôi tới Chúa trở về nơi mình đã phát xuất ra. Chúa Giêsu Kitô là người đầu tiên đã sống lại từ cõi chết, và chúng ta biết rằng Ngài sẽ cho thân xác hay chết của chúng ta sống lại như người trong vinh quang. Chúng ta phó dâng linh hồn Giuse cho Chúa. Xin Chúa tiếp nhận vào nơi bình an và cho sống lại trong ngày sau hết. Chúng con cầu xin nhờ danh Giêsu Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời. Cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse. Chúng ta có còn bài hát ở nữa không? Chúng ta tiếp tục hát bài hát kế tiếp nhé. Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Nghi thức ra xong, chúc chúng ta đi bình an. Và vừa rồi chúng ta đã kết thúc tất cả các nghi thức an táng cho người Công giáo. Đó có nghi thức bao gồm 3 phần. Phần làm các phân tang và phép xác và kinh nguyện. Cao điểm là thánh lễ. Và cái phần thứ 3 là phần cuối cùng, là nghi thức ngoài nghĩa trang. Khi nào chúng ta đã chuẩn bị xong và sẵn sàng
thì anh là nhân viên của nghĩa trang, anh sẽ giúp chúng ta để mà đặt cho cốt vào, và khi mà xong thì chúng ta có thể đi về. Trong khi đó chúng ta nếu mà chuẩn bị xong thì chúng ta tiếp tục ca hát và cầu nguyện nhé. Rồi, xin chào mọi người trong gia đình, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau nhé. Rồi. Nắng lên đôi thì nên tăng thở.
sáng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiếng ngậm ngùi, nhưng con tin vào ngày mai trong Chúa, chẳng có chia lìa, chẳng có hồng tan. Sự sống có mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trong con ấy được biết này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sống không mất nhưng chỉ là đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Cha ơi xin ra biệt cha lần cuối cùng. Cha ơi, thôi mất rồi hình bóng cha yêu. Biết mấy công đức sinh thành, bóng mát che chở gia đình. Con mất rồi, con mất thật rồi người cha yêu. Con tin Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin cha cũng sẽ sống, sống lại với người ngày mai sau. Cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan hòa. Cha ơi xin dạ biệt cha lần cuối cùng. Cha ơi thôi mất rồi hình bóng cha yêu. Biết mấy công đức sinh thành, bóng mát che chở gia đình. Con mất thật rồi, con mất rồi người cha yêu. Con tin Chúa là sự sống, Chúa đã khai hoàn quang vinh. Con tin cha cũng sẽ sống, sống lại với người ngày mai sau. Cha ơi, ta còn gặp nhau để ngàn đời cùng hưởng vinh phúc, và mãi mãi cất tiếng ca hạnh phúc chan. Bao thương mến cho con được một mái nhà, con có mẹ cha là như hoa nở trên cành. Nhìn về xa xưa ôi lòng biết nói sao vừa, tình mẹ công cha người xa. Yeah.
khôn lớn đi xa là xa mái nhà. Con nghĩa mẹ cha đẹp như hoa trắng phai nhòa. Đường đời đi xa ân tình nhắn hỏi bao người. Này tình bao cha con ở đây với con từng ngày. Cha ơi lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cuộc sống bao lúc thăng trầm đôi vai trả thêm hào gầy, ngày dài vùi thân mưa nắng con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời, đường chân giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cha ơi lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha để cầu xin cha thương truyền
tình cha bao la như biển rộng đại dương mênh mông. Tình cha yêu thương càng cao hơn núi keo sơn ngàn trùng. Giờ này cha ra đi ở bên Chúa, cha thật phúc nhàn. Còn đàn con cô đơn đang thương nhớ mong chờ đợi cha. Cha ơi, cha đã ra đi khuất bóng bên kia rồi. Nơi Thiên Chúa cha có biết con thật buồn tênh. Hằng ngày dâng lên cha nén hương trên bàn thờ để cầu xin cha thương truyền ơn Chúa xuống trên mọi người. Cha ơi, cha đã ra đi khuất bóng bên kia rồi. Nơi Thiên Chúa cha có biết con thật buồn tênh. Hằng ngày dâng lên cha nén hương trên bàn thờ để cầu xin cha thương truyền ơn Chúa xuống trên mọi người. Để cầu xin cha thương truyền ơn Chúa xuống trên mọi người. Để sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn đã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được bao hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi. Núi Thái Sơn chìm giữa biển đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết rau ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình đồng như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi,
con cứ ngỡ rằng núi đá kia một đời đơn phương. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được bao hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa bên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Chúa đến gọi tôi tớ của Ngài,
ra từ trần thế đi về quê cha. Đường về quê hương dấu ai, con xin mẹ đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn. Đường về quê hương thiên đường. Chẳng về quê cha, con xin ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài. Đường về quê hương dấu ai, đau thương vô vàn. Đường về quê hương thiên đường. Con xin ngài xót thương người con sau những năm dài hy sinh miệt mài. Đường về quê hương dấu ai, con xin mẹ đói thương người con sau những năm trường đau thương vô vàn. Đường về quê hương thiên đường. Một lần xuôi tay
một giấc mơ ai không bước tới. Chia tay ra đi là điểm hẹn để gặp nhau nơi cuộc sống mới, cuộc sống nước trời. Chết con người chết đi, Chúa ơi mang theo được gì? Chết con người chết đi, Chúa ơi tay không trở về, để lại khóc thương, để lại sầu vương nước mắt. Chết con người chết đi, Chúa ơi mang theo được gì? Chết con người chết đi, Chúa ơi tay không trở về, để lại nhớ thương, để lại buồn vương cho đời. Cha con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con,
trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, ta bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con chẳng kém mồ côi. Chất trên bờ vai gầy nhiều lần cuộc đời, bao đêm cha không yên giấc, nghĩ về ngày mai có gì để cho đời con, bao nước mắt rơi rơi cho con êm ấm cuộc đời. Năm tháng vẫn trôi nhưng tình cha mãi không đổi rời, nuôi con thành người không ngại
bao nhiêu gian khó, mặc bao đắng cay, Cha vui dẫn con vào đời. Thầm lặng tình người là tình Cha yêu, khó nhọc một đời bao nặng gánh phong ba, cao quý tình Cha thanh cao mây trời. Con có tình Cha, đời con hạnh phúc. Cuộc đời con gì con không tình thương Cha, tình nghĩa còn chi con phụ công ơn người. Ơn Cha một đời con luôn ghi nhận, niềm vui cuộc đời con gọi tiếng Cha ơi. Xót xa bão giông đã qua đời Cha hiền, nhìn lại một đời đi qua Cha không tiếc nuối. Nghĩ về đàn con, có con ước mong gì hơn? Con mãi nhớ Cha luôn khuyên con biết sống làm người. Con mãi nhớ Cha, Cha vì con lắng lo suốt đời. Nay con thành người biết làm chi đây báo đáp. Nguyện luôn khắc ghi ơn Cha dẫn con vào đời. Lặng tình người là tình Cha yêu, khó nhọc một đời bao nặng gánh phong ba, cao quý tình Cha thanh cao mây trời. Con có tình Cha, đời con hạnh phúc. Cuộc đời còn gì con không tình thương Cha, tình nghĩa còn chi con phụ công ơn người. Ơn Cha một đời con luôn ghi nhận, niềm vui cuộc đời con gọi tiếng Cha ơi. Giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Chúa tha lỗi lầm, giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Ngài thương cứu rỗi. Đường đời đau thương để lại tơ vương biết bao lỗi lầm, mong giờ phút này bên Chúa từng ngày hạnh phúc tràn đầy. Xin chào mọi người, ở lại tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa trần thế. Xin chào mọi người, ở lại bao nhiêu năm chung hướng đường chân. Cuộc đời mong manh giữa bầu trời xanh, xác thân phận hèn, thân con yêu đuối. Một đời gian nan, từng ngày lầm than, gặp bao sóng gió. Giờ này ra đi, lại Ngài quên đi biết bao tội đời. Cho vào nước trời bên Chúa tuyệt vời,
hạnh phúc đời đời. Chào mọi người ở lại, tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời. Xin chào tạm biệt mọi người, tôi ra đi lìa xa chân thế. Xin chào mọi người ở lại bao. Nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến và chính là lúc này đây. Giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy. Lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông cứ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến. Giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành sẽ được sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị chết án. Đó là... thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về tổ tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đáp đền. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thao hiu tròn niên. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Xin tiến dâng này đóa hoa lòng, này đóa hoa lòng, xuân về dâng lên nhớ về tổ tiên, chân thành ghi
thắm lâu bền. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ, có tông, có bà, có ông. Làm con phải như tổ tiên, làm con thảo nhiêu trọn niềm. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ, có tông, có bà, có ông. Làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Lòng này đóa hoa lòng, xuân về dâng lên, nhớ về tổ tiên chân thành ghi ơn tình thắm lâu bền. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ, có tông, có bà, có ông. Làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thảo hiu tròn niềm. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ, có tông, có bà, có ông. Làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp đền. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ, có tông, có bà, có ông. Làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đáp kính thưa ban chấp hành của hội đồng giáo xứ, kính thưa ban chấp hành của các phòng, kính thưa đại diện của hội đồng hương là phụ kinh, kính thưa đại diện hội đồng hương họ Lê của làng phụ kinh, cùng toàn thể con cháu nội ngoại xa gần, cùng bà mẹ thân thiết xóm giềng và đất lý, trước hết tôi thay mặt danh hiệu chủ xin thân thật cảm ơn quý vị đã được, đã đến chia buồn, chia sẻ đồng kinh, cầu nguyện cho người thân của chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Do những điều kiện hoàn cảnh bây giờ dịch bệnh lan tràn, gia đình chúng tôi muốn tổ chức có vẻ rộng rãi hơn, nhưng mà thời cuộc không cho phép, do đó tổ chức có thể cách là hạn chế. Trong lúc tan gia buổi rối có điều gì thiếu sót, rất mong quý vị, quý bà con, bạn bè thân hữu cùng toàn thể xóm giềng vui lòng tha thứ. Sau buổi đọc kinh cầu nguyện, gia đình của chúng tôi muốn xin mời quý vị đã đến đây xin ở lại chia sẻ cùng gia đình để kỷ niệm ngày mất của ông bà chúng tôi, của người thân chúng tôi. Có gì ngày cha ra đi đã bỏ lại đằng
con yêu thương. Ngày cha ra đi, đàn con thương tiếc bên cha ngậm ngùi. Tìm về nơi an vui bên Thiên Chúa, cha hạnh phúc rồi. Còn đàn con bơ vơ nơi dương thế, con nhớ cậy ai. Cha ơi, cha đã ra đi khuất bóng bên kia rồi. Nơi Thiên Chúa, cha có biết con thật buồn tênh. Hằng ngày dâng lên cha nén hương trên bàn thờ để cầu xin cha thương truyền ơn Chúa xuống trên mọi người.